Cách để chuyển đổi file PDF sang định dạng hình ảnh. WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách lưu file PDF dưới dạng hình ảnh thông qua Microsoft Word, ứng dụng Preview trên Mac hay chương trình Adobe Acrobat Pro. Phương pháp 1. Sử dụng Microsoft Word. 1. Tạo một file mới trên Microsoft Word. Trước tiên, bạn khởi chạy phần mềm có hình chữ V kép màu xanh dương, sau đó nhấp vào mục file nằm trong thanh menu phía trên màn hình và chọn New Blank Document. 2. Nhấp chuột vào mục Insert nằm trong thanh menu. 3. Nhấn tiếp vào Photo, sau đó nhấn Picture from File. 4. Chọn file PDF mà bạn muốn lưu dưới dạng hình ảnh. 5. Nhấp vào nút Insert. 6. Sau đó nhấp chuột phải vào hình ảnh. Trên hệ điều hành Mac, bạn giữ phím Ctrl và nhấp chuột. 7. Nhấp vào tùy chọn Save as Picture nằm gần phía trên menu. 8. Nhập tên hình ảnh trong vùng dữ liệu Save as. 9. Chọn vị trí lưu trữ hình ảnh thông qua hộp thoại. 10. Nhấp chuột vào bảng chọn format, thả xuống. 11. Chọn một trong những định dạng hình ảnh có sẵn như PNG, JPEG, PDF, GIF, BMP. 12. Nhấp vào Save để lưu. File PDF bây giờ đã được lưu trữ dưới dạng hình ảnh trong vị trí mà bạn đã thiết lập. Phương pháp 2. Sử dụng ứng dụng Preview trên Mac. 1. Mở tài liệu PDF trên ứng dụng Preview. Nhấp đúp vào biểu tượng Preview màu xanh dương, trông giống như những tấm ảnh chồng chéo lên nhau. Nhấp chuột vào mục File trên thanh menu, chọn Open, trong trình đơn thả xuống. Sau đó tiến hành chọn file trong hộp thoại rồi nhấp Open. Preview là một ứng dụng xem hình ảnh của Apple, được tự động tích hợp trong hầu hết các phiên bản của hệ điều hành Mac OS. 2. Nhấp chuột vào mục file trong thanh menu đầu màn hình. 3. Chọn Export As. Tùy chọn này nằm gần giữa trình đơn thả xuống, một hộp thoại sẽ hiện ra. 4. Nhấp vào bảng chọn Format thả xuống. 5. Chọn một trong những định dạng hình ảnh có sẵn như JPEG, JPEG 2000, OpenEXR, PDF, PNG, TIFF. 6. Thiết lập vị trí lưu trữ file. 7. Cuối cùng nhấp Save. File PDF đã được lưu trữ dưới dạng hình ảnh trên hệ điều hành Mac. Phương pháp 3. Sử dụng Adobe Acrobat Pro. 1. Mở tài liệu PDF bằng phần mềm Adobe Acrobat Pro. Trước tiên, nhấp đúp vào ứng dụng Adobe Acrobat màu trắng với biểu tượng chữ A cách điệu màu đỏ. Sau đó nhấp chuột vào mục File trên thanh menu đầu màn hình, nhấp vào Open, rồi chọn tài liệu PDF mà bạn muốn đổi sang định dạng hình ảnh, nhấp Open. 2. Nhấp tiếp vào mục File trên thanh menu đầu màn hình. 3. Nhấp chuột vào tùy chọn Save As nằm gần giữa menu thả xuống. 4. Chọn Image. 5. Sau đó chọn một trong những định dạng hình ảnh có sẵn như JPEG, JPEG 2000, TIFF, PNG. 6. Thiết lập vị trí lưu trữ hình ảnh. 7. Để hoàn tất, nhấp vào Save. File PDF bây giờ đã được lưu dưới dạng hình ảnh trong máy tính.